Ôi. Hello, chào tất cả mọi người. Hello. Chào mừng mình là Usmart đây. Mình là Jenny. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với lại cái series series gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đại chiến Titan mà tập trước mình làm mất một cái runway. Ao! Ao! Tại tập trước nó hỗn loạn quá bà. Tập trước kiểu mình bị hư video bạn. Ừ. Không có từ tập trước. Tập trước là mình đang bị kẹt ở cái chỗ cái gì ta? Cái mặt trăng máu. Ờ mặt trăng máu thì. Nhưng mà cuối mặt trăng máu bây giờ. Thôi, trời sáng rồi ra cho anh ơi. Để hít thở khí trời tí đi. Ôi. Yeah. Hết thơm. À, ôi có gì đó mùi rất kỳ kỳ hen. Cái này của thằng nào đây? Mày ôi, ôi trời. Phải, thằng nào? Ê hình như tao nhớ hình như hôm qua tao có đặt hai cục xít để tránh quay vật thì phải. Mày đặt xít mày chẳng quay vật á, quay vật nó sợ xít á. Trời ơi, đúng rồi. À, tao dị ứng mấy cái này men. Ao. Ao. Ok, nó đó. Ok, thì tập này tụi mình sẽ tiếp tục với cái tập trước. Rồi, tao phải đi kiếm couple stone men ơi. Ok, tụi mình sẽ tiếp tục với những cái nhiệm vụ của tập trước. Đồ nhiều quá à. Khoan. Đồ nhiều quá mà không có chỗ để. Để coi tập trước là bone steel thì mình phải tìm iron ore nhưng mà mình chưa đủ. Ore là cái gì? Oh, I don't know nhưng mà mình đọc là ore. Nhầm. Mình được có mới tập iron ore, bây giờ mình phải chui xuống dưới kia mình đào. Ừ, chui đi uống nữa đi. Nhưng mà mình nghĩ là mình không nên đào xuống dưới kia nên. Ê, con creeper thấy mình từ hơi bị xa luôn á. Dạ. Ờ. Cái mod này như là tụi nó nhìn mình được xa hơn đó ba. Lạ vậy. Thế đâu rồi. Ủa sao mình không có được kiến thức ở trên người vậy trời. Sao tập trước nó quýnh mình xong lấy tập đét đầu. Ủa kiếm vậy. Ê. Ôi. Ngu vãi. Con zombie đi nó cháy từ bên đồi kia qua bên đồi này tới chỗ tôi cái nó chết ngắt. Ngu vãi. Ok mình sẽ đi xuống dưới kia mình tìm ôi cái này không nhìn gần được à? Tôi chớp 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 này. Ôi. Ê. Ôi tí thì ngỏng. Ôi mập ơi có gì đây nè. Từ từ mọi người nó đang cân 4 mà không thấy à? Từ. Ok. Có một cái gì đó dưới đây. Mà không tôi không biết nó là cái gì nhìn nó vẻ nó vừa có màu đỏ vừa có màu xanh. Nhìn lạ lắm em. Có nhu cầu. Tôi nghĩ là ông ở đó chơi mình đi ha. Tôi biết ông đang ở đâu rồi. Ê con creeper mà nó đi nó có mấy đầu luôn. Ê có dưới kia có một con creeper đang nói chuyện với bò kìa. Có cái nút zoom không ta? Zoom đâu rồi? Push key. Không có nút zoom. Ôi sao vậy? Có một con creeper đứng nói chuyện với con bò giận đó, nó nổ tôi. Hả? Kiếm nút zoom mà không có zoom mà. Đùa. Rồi sao mà tập trước tới giờ. Nó cười. Ôi có một thằng là Doctor Zombie nó đang đánh tôi. Doctor Zombie. Rồi tôi đánh nó. Doctor Zombie. Doctor Zombot. Ôi ê sợ quần. Ai là chỉ con chó đó là cứt các bạn. Chỉ con chó đó là cứt. Ờ. Ông đi ra đây ông chết hết trên nè. Tôi bị chết quá. Thì thôn thốn đó ba. Chết rồi. Giờ không có thịt sao đây ta. Zombie hot. No. Ok cái bầu trời tôi nó cứ night vision. À có cái mũ night vision này. Armor thấp nhất cộng 3 armor. 3 armor. Ủa okay. Ủa nãy giờ trời vẫn đang tối luôn hả? Trời đang tối ba lên ngủ đi ba. Chết rồi. Để tôi TP qua ông kìa. Ơ chết! Tôi! Chết đi! À! Chết rồi! Không có đồ ăn! Không biết là sức cái hầm nó có phải là ý hay hay không? Ao!
Ây da, có cái thức ăn này. Ôi, đừng lại đây. Ôi, biến. Trời ơi. Biến. Mình ngủ à? Mình ngủ à? Ừ, được, ở một mình nó ngủ được rồi. Ok, mình ngủ thì tất cả mọi người đều ngủ các bạn ơi. Đấy. Ok, trời sáng ngon lành. Zombie cop, zombie cop. Chỉ có kiểu mà mặt trăng máu thì mới không ngủ được thôi. Mày bị điên à? Có bao nhiêu rồi? Ê! Hello! Gadi. Sao mình cũng nghe nè. Nghe nghe hết rồi, nghe hết. Gadi. Chạy qua bên đấy. Ôi, có sắt nè. Có sắt á. Sắt. Vãi. Từ từ. Ôi. Pom. Ê. Không có tưng cao được trời. Ôi, tôi chết mà tôi chết đầy màn hình luôn. Chúng mình sẽ đào cái trò này ra. Ui, ui, ê, thôi tp qua mắt. Ông bị điên rồi. Aaaaaa. Ê, vậy? Cái gì vậy ba? Tôi lên đi ba. Tôi phải lên chứ không lẽ tôi xuống, ối. Rồi. Ui, chúng ta sẽ phải làm cái, ui, chín, đủ 9 cái luôn, ngon chim. Nhiệm vụ đâu rồi, 9 cái. Không làm gì ông ơi. Thế xin biết toàn. Trên. Hả? Cái horse này là tôi mới nhận được nè. Ê, ông ra đây, ông nhận, ông hoàn thành nhiệm vụ luôn đi. Những ưu thử. Để sắt ở trong này. Tôi chưa có đất nữa, mới lấy sắt. Ủa, có gì? Holy Hand Generate. Ờ, vậy này. Phế phẩm luôn không? Hả? Cái này thiệt tình là phế phẩm luôn á. Chắc phế phẩm mà. Bởi vì tôi có quả bom này, ba xài không? Quả bom ấy. Holy Hand. Tôi không biết này phải gọi là quả bom không? Thôi mà thôi, đúng lắm. Ra đi xài thử. Ai biết này. Cái này là... Ôi bom thật. 16 thang. Trên đây giờ đánh bom từ sáng các bạn ơi. Đâu có. Nè, cái này bom thật nè. Rồi coi đây 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 tôi tôi ném con này phát. Đây tôi ném này nè, đây. Check nè, check. Ôi trời ơi. Ôi bom nước à? Nó đổ mồ hôi. Ôi, hai cái chết ngắt. Mà tự nhiên mình xài chi ha? Ôi đồ sát sinh. Ôi. Display only. Đồ chỉ để trưng bày. Bãi đạn. Đồ chỉ để trưng bày. Nó cái chữ display only. Tôi sẽ để cái này trước nhà tôi xài chơi. Ôi trời ơi. Đúng là đồ chỉ để trưng bày luôn á. Có tiếng máu thôi. Tiện có cái phân deck bây giờ. Tụi mình cứ bước cái phân deck trong này. Ôi. Như có thịt. Yeah, có thịt đây luôn. Nhầm. Jenny ơi, gì? Tôi biết là ông sắp làm cho cái nhiệm vụ mà lấy được cái cục đất kia rồi. Nhưng mà ông làm ơn, ông đừng có làm cho hư nhà, hư cửa hết nha. Ok, 64 cục đất à, tôi mới có 1 cục. 64 cục đất nằm dưới chân ông luôn á, ông chỉ cần đào rồi á. Mi. Tôi chỉ cho nó để cái cục ở nhà rồi, thôi. Cục ở nhà thì mình đi đây. Về nhà, yay. Đâu, không có cái cục đất nào cả. Đâu, thì có cái xẻng gỗ thôi. Cái xịn cổ xài chơi là. Ủa cái gì đây? Cái đó nó ghi là đồ để trưng bày. Ok, bye. Tôi không hiểu lắm nhưng mà ok. Tôi bao nhiêu cái rồi? Hiện tại thì 27 giờ rồi, cái này mà đào đến mai luôn quá. Hồi như trong nhà tôi có một stack đó, ông vô nhà lấy là được rồi. Ôi khỏi đi, lỡ đi đào rồi đào cho thẳng đường này luôn. 50, 51, 52, gì đấy? Nhiệm vụ ba, 54. Ta sẽ nhận được một kim cương các bạn. Ủa? Kim cương. Ủa, nó cho một cái cây ghi là Insta Medium Sword. Sword này. Ôi, ôi da, đủ vừa đủ. Đi test xem được một cái. Done. Rồi gì đây? Iron ore hả? Ê, tôi có đứt Doggo. Ê, trên đây. Hả? Durability là gì vậy? Là độ bền. Ủa, độ bền của tôi tới 2000 nữa, nhưng mà cái... Đam đụng sao? Experience là gì? Experience là kinh nghiệm á. Cái okay. Đó là của trong cái mod tinh cơ ở trên 1.10 là nó có kiểu đánh càng nhiều thì được kinh nghiệm của đồ. Wow, lên càng cao. Wow, cái này cũng mạnh luôn ấy. Cái này tới 11, attack damage lớn. Wow. 11 luôn hả? Ồ. Đúng mạnh luôn ấy. 11. Cái kiếm oxygen của mình có 7 à. 11 tao lên 14.
Hình như là cái này đổ. Ấy là cái cây mà cây của tôi mới có level 1 đấy chứ. Vô đây xô lâu mày. Gì? Lấy gì? Mình lấy gì? Đâu? Vô đây, vô đây. Đi xô lâu mày. Ủa dạ, đâu, mình lấy gì đâu? Cái gì? Xô đây. Đâu rồi? Ủa? Chết cha, lại còn một máu, từ từ, hồi máu đã. Đây. Còn một máu. Nè cái này nè. Dựa vô. Ủa sao giống nhau vậy? Giống nhau à. Kiếm ta nó còn có cường hóa nữa mà. Sao mày cường hóa này vậy? Tên lượm kiếm của ông boss để rớt. Ờ trời ơi, cái kiếm của cái con samurai hồi bữa hả? Ờ. Nói chung là cái kiếm của đống boss đó đó. Hay lắm. Trời tối rồi, hình như là trời tối nó nhanh á, mình phải ngủ cả hai thằng thì tối mới lâu. Ơ kìa, trời sáng mới lâu. Vậy là hai mình phải ngủ chung đúng không? Ừ. Jenny đi ngủ á, Jenny ơi, hai mình ngủ chung nè. Đậu phụ. Ngủ chung mà khác nhà ba ơi, ngủ chung lúc thôi. Ok. Nghĩ gì vậy? Để cái giường nó có giường không? Ta. Ngủ lại lên, nhấn vô, nhấn vô. Mày biết không, có con đang spam cung trước cửa nhà tao. Ủa cũng vậy à. Spam cung hả? Đâu, nó đâu? Mới nghe tiếng cung không biết nữa. Ê, ê, ê. Con zombie gì nó cứ. Ao. Ở đây xuống dưới là sang ít bò đấy. Ta đi khám phá vòng vòng thêm phát nữa. Dây coi. Ở khu vực nào mà chưa đi toàn là. Khu vực đi rồi, tụi mình đi hết rồi. Ờ hết. Đứng ở đâu bỏ, ta? Bỏ đi xa tí thì mày ra. Mình sẽ đi bên này. Mình sẽ đi bên này. Ôi. Hello. Nữa. Lắc rồi. Lắc rồi. Ok, hết okay. Lắc. Ok, chết rồi. Úp mắt lên bài happy. Happy. Cái giống chim á, cái giống người chim nó gọi là hobby á ba. Ê. Gì slime. Ôi. Lên lên mấy vùng đất slime không? Ê, con này con gì á? Con này con gì á? Không nào. Con này. Con quỷ gì vậy? Giết nó. Ôi thôi, bọn này đông quá ông ơi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy happy đi. Thôi chạy lên trên đây. Ok, tôi trông chó. Tôi nhấn số cũng được nhỉ. Chuyện có tiếng Việt nữa rồi. Tôi tao mạnh hơn rồi. Nhầm nhầm. Ngon vô. Hey. Ow. Mấy bọn Happy này nó trâu thiệt chứ. Nó là người gì á? Người kiến. Ê. Hey. Happy hey. Là người là chim. Ok đâu rồi, ông đâu rồi? Ủa tôi đi chung với ông hả? Cái gì hả? Ui. Không có lên. Rồi bé nhỏ đang no rồi bé chết ơi. Bé nhỏ đang no rồi mà chết bà vậy ta. Ê. Cái kỳ á. Có cái giày này đi bao xa luôn. Ủa tôi có bé nhỏ tôi nhảy bao xa luôn rồi. Nhảy cao à. Ôi chó. Ôi. Ui. Ờ. Mình đi kiếm mấy cái thang. Ôi bỏ bò cho đi ra cứu. Hai con rồi cho đi ơi. Thôi tôi bó tay rồi, hai con thì tôi bó tay rồi ông ơi. Tự xử lý ông ơi. Vậy bắt bò. Mưu mưu mưu. Ông Châu à. Nó lâu bị vướng rồi, không được nhảy nữa. Nhầm 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 heo khao. Hay ông thích ra sa mạc với tôi. Ờ, thôi tôi thích ra sa mạc nhiều quái lắm. Tôi thì chưa thấy có quái nữa. Mưa mưa khắp hìa. Còn nó có dí không? Ôi, nó không thèm dí tôi luôn. Ông giết chết một con mà thì lúc đó có thèm dí. Không phải, ý là... Ôi, hai heo cao đang đập nhau kìa. Hai heo cao đập nhau hả? Hai heo cao đập nhau, bên coi. Trận này hay, trận này hay. Chờ tí, để tôi ping... Ok. Hai heo cao đập nhau. Đâu rồi. Hai heo cao đập nhau rồi. Ông bắt kèo con nào đây, bắt kèo con nào đây. Con này không đi con nào mà. Ôi. Ô, Creeper thắng rồi. À! No. Ôi, go. No, go. Đừng đánh em. No, em còn trẻ. Ôi gấu! Ê, hình như là con một con heo cao chết là giết lòi ra một con gấu á ba. Cái vụ đó luôn hả? Ờ. Hey. Hai heo cao xuống. Ôi con heo cao này nó trâu vậy. 3000 máu.
Ultra Poisonous Hellcow of the First Age. Tôi chả hiểu là cái gì, tôi đọc tiếng Anh cho sang mồm vậy thôi. Tôi chạy trước đi. Chạy đã tính. Đâu rồi? Tôi chạy đã. Đâu rồi? Tôi đang chạy. Tôi thấy nó ghê quá, sao mà tôi đánh được. Ok, tôi chết rồi. Nó 3000 máu luôn đó ba. Thôi bỏ đi ba, tụi mình đi. Em quýnh nó nè. Thưa lưu ạ. Ok, tôi dẫn thêm đống chó theo nữa. Ngao vô phiêu bạc. Nhom 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 nhom. Ôi, tôi dẫn chó theo nè. Ừ. Trên đi có cái gì trên người kìa. Thôi TP đi. Ôi. Teleport. Đấy, TP này, ông có gì ông TP qua tôi để đi tiếp. Qua đây cũng có chó. Ok. Hai chó cho mày. Ông mở rộng ra chưa? Ôi sao ông cái khu này ông chưa mở rộng. Ôi đông quá. Thôi khỏi đánh nó ông ơi. Chạy đi ông ơi. Ông giết với con kia vậy cho thuận đường. Có mấy con tàng hình nữa rồi ba. Tàng hình nữa hả? Chứ nói rồi, cái khu này nhiều quá lắm. Ao. Chạy làm sao mà nổi. Đi được mà. Không đi sa mạc. Đi. Chạy được mà. Ôi tôi bị hút. Đùa. Anh ơi đừng dí em. Thấy con không. Ôi con cá creeper kìa. Ôi. Con gì? Ôi quá. Phải cá creeper. Ôi có một cái đường gì kìa. Nó hút tôi lại. Đỉnh vãi. Có bí ngô trên kia nữa kìa. Bí ngô nha. Tôi nghĩ gì mà tôi gặm đồ ăn không được này. Ôi. Đừng hút em. Ôi trời ơi, mình đi ra tới đây rồi, nó không bên kia. Đừng hút em, có úp mắt ở phía trên bản đồ kìa. Ôi trên đây ở dưới này khoáng sản quá trời luôn. Quá giật nữa nè. Nó hút tôi, nó làm tôi bị mất đà. Hả? À. Mình có thể đi trên tường của bạn. Ôi. Mấy thằng này nó sẽ là người nhện. Mấy thằng này. Mấy có thể leo lên những bức tường cao nhất. Vãi đà, anh bơi được bao nhiêu cái nó hút lại bao nhiêu rồi. Ew. No. No. No, đùa. Gì vậy? Nó hút ông xuống hả? Ừ. Á. À! Xin chào tất cả mọi người, mình là người nhỏ anh đây. Hay lắm. Spider-Man. Ở đâu rồi? Tại vì mình bị dính ở nguyên cái môi trường sa mạc rộng vãi luôn á. Ok. Whee. Ủa đằng trước như có cái làng. Có không? Đúng không ta? Qua căn đồ lên coi. Căn đồ số mấy vậy? Chữ B đúng không? Không phải. Ồ, cái quả núi này nhìn lạ quá à. Ôi. Đâu rồi? Chết cha tôi rồi. Ờ cái kiếm này hết hồn. Đi qua. Cái núi này nhìn lạ vãi luôn. Ờ nó có cái đường gập giữa. Ờ có cái kia sai kìa. Ờ ông lên chở đi, ông lên chở ông chết đi. Tôi đi xa rồi. Đâu tôi với ông ở gần nhau mà. Xa rồi. Tôi xa nhau lắm rồi. Sao kia lại ta? Mình ơi, dấu gì cũng xa nhau rồi. Ê, trên... Ê, làm sao mà lên được trên đó bà? À, ông đặt block ông lên. Tôi chỉ có 64 block này thôi. Ê, ok. Ok. Chắc tôi đặt block lên thử coi trên đấy có gì. Ôi chó! Chó hả? Con chó! Mày con chó này, con chó này. Lên trước tao chờ mày nha. Hả? Lên trước chờ mày cho mày teleport lên. Lên bỏ hả? Tao đâu có lên chẳng cho mày lên đi. Dạ. Ờ, mày thám hiểm với nó mình đi. Cái đó là cái gì nhìn, nhìn lạ chứ. Ôi! Dark World kìa. Thế giới đen kìa man. Thế giới mà thế giới cũng tối quá rồi đấy. Đi vô đó là bị mù á. Vậy hả? Ừ. Mình vô thử đi ba. Ừ vô thử đi, chết ngắt rồi. Pum 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 pum. Ê đừng qua đây, đừng qua đây. Ê ê ê hoài đây. Tay bay lên, tay bay. Ôi, tay bay gì ba. Tôi có nguyên cái giày slam té xuống không chết. Đâu rồi. Ông đi đi, tôi có người nhận, không sao. Người nhận thì đi xuống đi, tôi kẹt ông ơi. Xuống. Ôi trời ơi.
Hay lắm. Ông là tôi kẹt hiểu không? Ê! Ok, ra đi, ra đi, ra đi, tôi bỏ ra, tôi bỏ ra. Ừ, bỏ đi, bỏ đi. Spider-Man. 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 Ông khùng rồi. Tới nè, tới nè. Nhưng nó có cái gì ngộ vậy? Ôi! Tôi không biết. Đấy, đến giờ nè. 1, 2, 3. Tôi hết block rồi ba. Từ từ, à đây còn 64 viên cát. À, còn đoạn nữa. Ui. Đợi tí xíu thôi, tí xíu thôi. Ôi trời ơi. Lên đó chắc tiện chỉ có ông bò mà leo được thôi chứ tôi phải kiếm cách khác để tôi tiêu thẳng lên đúng không? Lên lẹ thêm đi. Con bò. Con bò đang đập lóc lên, gấu đang leo lên. Bò đập lóc cho con gấu leo. Lên, cố lên. Lên 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 lên. Ấy. Hú. Ú mày con. Lên chưa? Hết rồi. Ở chị ông có bò qua cái tường bên trái. Ok, tao bò lên đây. Yeah. Ê! Ôi! Ôi! Tao boost cho mày bò lên thôi. Ôi bên kia có nguyên cái khu. Những cái đảo của Slam như kìa mẹ. Tao sẽ đặt gravel. Tao đi qua. Gravel. Ôi trời ơi! Ôi mày bị điên à? Tao bị điên ở bên trong. Đã đặt gravel. Ê! Tao bị té. Chưa chết. Slam. Ê, tao thấy Slam nó nhảy tưng 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 trên trời xuống kìa. À, bây giờ làm sao anh kia men? Ê, như tao có cây teleport. Chờ tí. Cây right click to teleport forward to into hit the maximum distance. Ô, dưới này có ngảo khét nè ba. Khỏi đi ba. Ê! Ô, ôi ôi, cái cây teleport đỉnh quá men. Hả, teleport đỉnh lắm hả? Ừ, cây teleport. Tao nhảy ngu rồi. Cây teleport tao đỉnh luôn. Ê! Mày rớt cái cục kia ở đây luôn này. Mày rớt cái cục máu gì đó ở đây luôn. Đây, cho tao chụp thumbnail cái coi. Thumbnail. Rồi. 6.500 rồi. Ôi, cái độ sáng này thumbnail không có thấy cái gì cả. Kéo lên. Kéo lên từ mà. Ok. Thumbnail. Được rồi. Ê, có cục xịt ở bên cạnh kìa ba. Ờ, đúng rồi, tao quăng ấy. Mày quăng hả? Chụp chưa? Chụp rồi. Ok, cho đi chụp thumbnail rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia. Ê, tao nhảy xuống, tao teleport. Ê! Aaaaaa! Bò! Đỉnh không? Đỉnh chưa? Ok thì xin chào các bạn. À quên rồi. À ok thì tập này có vẻ như chúng ta sẽ dừng ở đây bởi vì Mark nó đã té xuống dưới và nó kẹt đâu đó phía dưới rồi. Thì tập sau mình sẽ cúi xuống đó mình cứu Mark. Và đi qua cái đảo. Rồi, hết tập sau luôn. Và đi qua đảo bên kia. Maybe. Hẹn gặp lại bạn tập sau, đừng quên để lại một like và share và quay channel nấm để subscribe. Mọi người tao sao? Qua cho mình subscribe luôn. Sao? Và qua channel anh Nhật subscribe, rồi channel anh Sơn subscribe, rồi chuối subscribe. Bye. Bye. Bye.